đầu năm nay tôi mất 30 triệu tiền đi tìm một cái trung tâm tiếng Anh cho con học để thi chứng chỉ IELTS, nhưng cuối cùng tiền mất tật mang chẳng giải quyết được cái gì cả, bởi vì là cái trung tâm đó dạy con mình nhưng mà họ quản lý con không được tốt, nên con học hay con nghỉ học gia đình cũng không được biết. Tình cờ cái họp phụ huynh ở lớp con thì nghe thấy các mẹ cũng nói chuyện với nhau là có một cái trung tâm tiếng Anh học rất là tốt, thế nhưng nên là tôi cũng hỏi thăm và cũng biết trung tâm IELTS. Tôi cũng cho con đến học thử một buổi, sau đó về cũng cậu rất là thích, chăm chỉ đi học không nghỉ buổi nào. Tôi cũng thấy con từ hôm con học đến giờ con thấy tự tin và điểm trên lớp thì cũng tương đối cao, 9, 10 cũng nhiều, cho nên là mình cũng muốn chia sẻ với cả các mẹ đã mất tiền cho con đi học thì phải tìm một cái trung tâm thật tin tưởng để cho con học, chứ đừng có tìm những cái trung tâm quảng cáo quá nhiều nhưng mà lại không chất lượng. Con học những gì ở đây thì con kể lại cho tất cả mọi người nghe. Hi, my name is Hung. I'm 18 years old. I'm studying in Lomonosov High School. So my mom found this place called IELTS. So she applying me in. At first I don't like much about this place, but then I found out that the tutor are very understandable and really care about the student. They teach very well and it make me want to go to school more, and I enjoy my time in the class with my friend. I think my friend feel the same about that. Đấy, cho nên là mọi người cứ sao khen tôi dạo này trẻ trung thế thì cũng vì tôi rất hãnh diện, bởi vì các con học rất là giỏi và ngoan, cho nên là tôi cũng rất là tin tưởng ở trung tâm IELTS. Nên mọi người có thể đưa con qua học thử một buổi, rồi nếu mà học tốt thì mọi người có thể cho con theo.